Em tên là Đinh Thị Thuận, năm nay em 29 tuổi. Em hiện đang là nhân viên kế toán. Em đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu hả Thuận? Dạ, quê em ngoài Hà Nam chị. Hà Nam, dạ. Rồi, đó là thông tin của nhà gái. Xin mời nhà trai ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ phía bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Hiếu. Em năm nay 27 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiếu làm gì Hiếu? Hiện em đang làm tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Hải quan. Như vậy thì em nhỏ bên kia 2 tuổi, em có ngại gì không? Dạ không anh, với em tuổi tác nó không quan trọng. Đúng rồi, mà ngay cái tên bắt đầu vô chị đã thấy hợp rồi. Bên kia Vinh Hiếu, bên này Thuận, Hiếu Thuận, nghe là chịu rồi đó. Bây giờ mời Thuận em nói về sở thích, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình. Em thì có khá là nhiều khuyết điểm. Em khá nóng tính, cũng có một chút cố chấp cho chị. Tính của em thì nhiều khi nó hơi thẳng một chút, không thích thì em có thể em nói thẳng ra. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, dễ kết bạn mới. Em cũng có một chút khéo tay đấy chị. Em thích làm đồ handmade á. Vậy là rất khéo tay chứ không phải một chút đâu em. Tại vì làm mấy cái đó thật sự phải có đam mê. Rồi em có biết nấu ăn không? Nấu ăn thì em cũng biết cơ bản đó chị. Rồi đó là điểm mạnh, điểm yếu của Thuận. Còn Hiếu sao Hiếu ha? Dạ điểm mạnh của em thì em là một người khá là thích ứng tốt với mọi hoàn cảnh. Và em cực kỳ là trọng chữ tín. Còn khuyết điểm thì em chắc là hay quên. Và đôi khi không mấy bận tâm đến chú ý của người khác. Nhưng mà với bạn gái thì cần phải quan tâm nhiều hơn. Hiếu trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì chỉ trải qua một mối tình chính thức. Quen cũng được khoảng gần một năm và chia tay cách đây cũng khoảng hơn 2 năm. Tại sao lại chia tay Hiếu? Em và bạn đó có nhiều điểm không hợp nhau. Về phía em thì em tự thấy mình chưa có sự năng động và thiếu kiên nhẫn trong cái việc mà tìm hiểu bạn gái. Một mối tình thôi, bên kia? Nếu mà chính thức thì em cũng có một mối tình thôi ạ. Em cũng quen bạn đó được gần một năm. Ra mắt hai bên rồi cũng tính tiến tới hôn nhân rồi, nhưng mà đến lúc gần cuối thì hai người cảm thấy không hợp với nhau, cũng tính tới chuyện cưới hỏi. Dạ. Nhưng mà cuối cùng nhận ra là không hợp nhau. Dạ. Nếu mà đã không hợp nhau thì chúng ta phải biết ngay từ đầu chứ. Thực ra là cái quá trình tìm hiểu trong gần một năm thì nó cũng không lâu vậy. Sắp mà chốt đến hôn nhân rồi, thực phát hiện ra là bạn đó cũng có nhiều cái khác mình quá. Nếu mà mình bây giờ mình cuộc sống cùng nhau á, thì nếu mà cưới nhau về thì mình sẽ ly hôn. Nhà em có đông anh chị em không? Nhà em thì có 7 chị em gái ạ. Ồ, 7 chị em gái. Đã. Quá bảy... dữ nha. Tuổi thì cũng cách xa xa lắm. Em là thứ 6, còn bên dưới em còn một em út sinh năm 94. 7 chị em gái lấy chồng hết chưa? Chưa chị, nhà em thì có 3 chị gái đã lấy rồi, còn 2 chị thì chưa có gia đình. Với em và em út nữa. Là tức là gia đình còn 4. Dạ. Vậy 2 chị là chưa có gia đình luôn. Dạ. Có 2 chị tham gia chương trình nha. Hai chị em đi rồi. Hôm nay có đi hả? Dạ. Rồi. Nhà Hiếu thì mấy anh chị em? Dạ cho em thì chỉ có 2 anh chị em thôi. Dạ em và một em đứa em gái. Đứa em gái. Dạ. Thuận ơi, Thuận muốn tìm một người yêu của mình như thế nào hả Thuận? Cũng giống như tâm lý của mọi người phụ nữ thì muốn một người đàn ông, thứ nhất là phải chung thủy với mình trước. Nếu mà có một chút về ngoại hình thì càng tốt anh ạ. Cao thì cao chừng hơn em, chừng hơn 20 phân. Tại vì em cũng không có cao lắm. Mặt thì dễ thương, tính tình thì được biết quan tâm chăm sóc đến em. Rồi quan tâm sát đến mọi người thân trong gia đình. Xấu đẹp em cũng không có quan trọng lắm. Xấu chỗ nào thì sửa chỗ đó chị. Xấu chỗ nào sửa chỗ đó. Hiếu ơi. Dạ. Em mong muốn một mẫu người lý tưởng cho em là như thế nào? Mẫu người của em thì ngoại hình thì cao từ 1m55 trở lên, tóc dài, có công việc ổn định, có tính tự lập, biết quan tâm đến gia đình, biết hài lòng và luôn suy nghĩ tích cực. Tại sao phải là từ biết hài lòng hả em? Tại vì em nghĩ là trong cuộc sống mình không phải là suôn sẻ hết mà sẽ có những lúc khó khăn. Và bạn nữ phải biết suy nghĩ tích cực những cái điều trong cuộc sống để mà mình tận hưởng cuộc sống, chứ đừng có bi quan quá đến những khó khăn. Chào Hiếu. Dạ em chào chị. Em không thích điểm nào ở phụ nữ? Dạ càm ràm, hay trễ giờ, lề mề. Em có tật xấu gì nữa không? Tật xấu của em thì thường nếu mà cuối tuần mà em không phải đi ra ngoài thì em rất là lười tắm. Lười tắm? Dạ. Ít nhất là lười tắm mấy ngày? Một ngày cuối tuần. Thứ bảy tới chủ nhật không tắm? Dạ. Đợi qua sáng hai tắm dòm luôn? Dạ đúng. Vậy là tính 2 ngày. Em đã chuẩn bị kế hoạch gì cho tương lai nếu mà mình xác định tới hôn nhân với một người chưa? Tại vì em đang làm ở Đồng Nai cho nên là em muốn là bạn nữ cũng sẽ về Đồng Nai ở với em. Nhà em có một mình em là con trai thôi cho nên chắc là sẽ ở chung với ba mẹ em hoặc là ở riêng nhưng mà ở gần đó để mà tiện chăm sóc cho ba mẹ. Hiện tại bây giờ em ở Đồng Nai ở khúc nào vậy cưng? Thì em ở thành phố Biên Hòa. Biên Hòa cũng gần mà. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Yêu xa. Em có thích yêu xa không? Em thì không ngại cái việc yêu xa. Chỉ nó ở đâu? Quận mấy? Dạ, em đang ở dưới Bình Chánh á. Gần khúc chợ Bình Điền ạ. Ồ, sự gần. Em đi thẳng đường hết Nguyễn Linh qua quốc lộ 1 qua cầu quận 2 là em lên tới Đồng Nai rồi đúng không? Dạ. Đơn giản. Chào em gái. Em chào anh ạ. Hơi dịu dàng chút xíu. Anh cảm giác như vậy đó.
anh nhìn em vậy chứ thực ra nhiều khi em không như vậy đâu. Không, em thấy bạn gái này cá tính đó nha. Cá tính. Nhiều khi giống như là mình đi trong cuộc vui thì em sẽ vui hết mình, nghiêm túc thì em sẽ nghiêm túc ạ. Em không thích gì ở đàn ông? Trước hết là nhăn lăng nhăng rồi, tục ghét luôn. Thứ hai nữa là gia trưởng ấy, ép buộc bạn gái hoặc vợ làm thế này thế kia, bắt làm nhiều quá. Em có thích đàn ông kiểu nhu nhược không? Nhu nhược nó không có thành vấn đề. Nhu nhược với người khác thì em không quan tâm, còn nhu nhược với em thì em sẽ cố gắng để cho bạn đó không nhu nhược. Mày yên tâm đi, anh này là hải quan mà, cứng lắm đó em. Hải quan vậy là chắc phải đi tiếp khách nhiều vậy. Hiếu ơi, em biết nhậu không Hiếu? Dạ em nhậu ít lắm chị ơi. Em uống được khoảng nhiêu lon? Chắc khoảng tối đa là 4 chai thôi chị. 4 chai. Thuận. Dạ. Em biết nhậu không? Dạ biết chị. Biết hả? Dạ. Uống được nhiêu lon? Dạ em uống chính thức là có 2 lon thôi. Chính thức chỉ có 2 lon. Còn sao bên nhưng kia mà 4? Chị đừng hỏi em nữa chứ mẹ bạn em không có cho em nói đây nói được uống bia đâu, chị đừng hỏi. Cảm ơn bạn, tặng bạn món quà, quà này là quà từ tay mình làm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hiếu tặng cho Thuận cái gì nè? Một con gấu bông rất là đẹp ạ. Dễ thương ha. Rất là dễ thương chị. Món quà của Thuận tặng em là gì? Dạ một cái đồ handmade tự làm. À, cái này gọi là gì Thuận? À, cái đấy là con cá chép koi Nhật Bản chị. Thuận làm đó. Rồi, bây giờ hai bạn mình sẽ nhìn nhau và nói tất cả những cái cảm nhận về nhau như thế nào. À, rồi mình sẽ lên kế hoạch cho chuyện hẹn hò ra sao. Hiếu có ngại khi mà nhìn thấy mình niền răng không? Mình cũng đang niền răng. Hiếu cảm nhận thấy mình sao? Thôi mình xưng hô là anh em đi. Anh à? Anh thấy em sao? Lần đầu tiên thì thấy em rất là xinh. Em cảm ơn. Em thấy anh sao? Nhìn là cũng giống mẫu người của em rồi đó. Thì em không biết tính như thế nào nhưng mà về ngoại hình đối với em như thế là được rồi. Thời gian rảnh thì em thường làm gì? Nếu mà bạn bè có rủ đi chơi thì mình sẽ đi chơi cùng bạn bè. Còn không thì mình sẽ em sẽ ở nhà làm mấy cái đồ thủ công. Nếu mà chủ nhật mà rảnh nữa thì cũng nhiều khi cũng lười nằm đến trưa rồi. Cũng thỉnh thoảng lâu lâu cũng có thể lười tắm giống anh. Công việc của em thì làm giờ hành chính thôi. Cuối tuần thì vẫn rảnh để đi chơi được. Thứ bảy chủ nhật thì em rảnh? Thứ bảy thì em làm đến 12 giờ trưa. Anh thì sao? Anh thì chỉ làm trong tuần thôi, thứ bảy chủ nhật thì anh được rảnh. Em nhìn thấy anh cũng được mà sao anh vẫn chưa có người yêu ạ? Thì chắc là mọi người nhìn anh ai cũng nói anh có người yêu rồi, giống như em vậy đó, nhưng cho nên anh ới tới giờ. Trong tình yêu thì em quan trọng nhất là điều gì? Quan trọng nhất á vẫn là chung thủy. Em nói cho em cực kỳ ghét cái việc mà bị bạn trai lừa dối. Cũng như bạn trai có muốn đi đâu, muốn đi cùng thì em sẽ đi cùng. Còn nếu không muốn đi cùng thì phải nói để em biết, nó cái gì cũng phải nói thẳng ra, không được giấu làm một việc mà mình lại đi nói đến việc khác. Thứ hai nữa là làm việc gì thì cũng nên có cặp có đôi. Nãy anh cứ nghe em kể là em có một mối tình mà chuẩn bị tiến đến hôn nhân rồi, mà tại sao lại chia tay? Nói sâu xa hơn thì bạn đó tìm được người khác phù hợp hơn. Mà anh thì trong tình yêu thì anh quan trọng nhất, thứ nhất là sự tôn trọng, tức là hai người phải cứ dành cái sự tôn trọng cho nhau. Cái thứ hai đó là sự quan tâm. Từ cái sự quan tâm đó thì mới có sự tin tưởng nhau được. Trong tình yêu mà không có sự quan tâm thì sẽ dẫn đến nghi ngờ giữa hai bên. Thì em cảm thấy nghi ngờ thì em sẽ hỏi thẳng. Em hỏi khi nào mà ra bằng được thì thôi. Còn nếu không thì em cứ lèo nhèo đi sao em hỏi. Em có phải là người hay ghen không? Ghen thì có chút ghen thôi chứ không phải là hay ghen. Bản thân em cảm thấy cái điều đó là có vấn đề thì em sẽ hỏi. Và nếu người đó cứ lấp lửng trả lời thì em sẽ ghen. Nếu như anh và em mà tìm hiểu mà hợp nhau á thì em nghĩ là bao lâu mình sẽ tiến đến được hôn nhân? Hơn năm hoặc 2 năm, chừng hơn 1 năm thì mình có thể hiểu nhau thì mình tiến tới hôn nhân được. Về con cái thì quan điểm thế nào, con trai hay con gái đó? Anh thì con trai hay con gái gì cũng được, con trai con gái gì thì cũng là con của mình thôi. Anh có sợ là bố mẹ anh bắt phải đẻ con trai không? À không, nhà anh thì không quan trọng chuyện đó. em không có ý kiến gì hết á. Ngày xưa em cũng sợ lấy chồng lắm, tại vì em sợ đau đẻ. Do bạn bè người ta cứ kể chuyện là ôi Thuận ơi, đi đau đẻ đau lắm, giờ sau này em đừng có lấy chồng nhá. Em bảo như vậy cho sướng. Em cũng thấy đau thật. Rồi người ta đi người ta cứ đau lắm, em đừng có lấy chồng nha, em đừng có lấy chồng nha. Thế là em cũng sợ. Trời đất ơi. Bây giờ mình sẽ nói với nhau một câu. Tận đáy lòng mình nghĩ về đối phương như thế nào trước khi chúng ta tiến hành bấm nút? Anh hy vọng thì mình đến đây đã là một cái duyên rồi, cho nên là
mình sẽ cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu với nhau. Sợ anh nhiều khi anh không chấp nhận được nội tính của em thôi. Tính em là dễ chấp nhận. Một khi mà đã tin tưởng thì tin tưởng tuyệt đối. Nhưng mà một khi mà đã nghi ngờ thì giống như là không bao giờ tin lại được nữa. Mình để tay mình nút bấm nữa các bạn. Hãy bấm theo con tim của mình. Rồi các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng Hiếu. Nắm tay nhau đi nè. Hy vọng là hai đứa sẽ sớm thông báo tin vui cho tụi anh. Một chiếc vé xem phim.